Clip này em giới thiệu đến các bác các chú các anh một số phụ kiện không thể thiếu cho chơi audio, chơi âm thanh. Nhìn vào thì có nhiều bác thì nhiều nhiều bác thì không quan tâm đến cái món dây dợ này lắm đâu. Nhưng mà đây là một trong những cái mà không thể thiếu được cho những bộ dàn âm thanh của các bác. Không có những cái này nó nghe chất lượng âm thanh bị sôi, bị réo, bị ù và chất lượng âm thanh nó không bị tơi, không được tơi, không được tách bạch. Ngoài ra cả lọc nguồn nữa. Lọc nguồn này rất là quan trọng bởi vì là ở trên cái đường điện của gia đình mình bây giờ thì là nó liên quan đến rất nhiều xưởng, nhà máy, xí nghiệp rồi là gò hàn, tiện vân vân, hoặc là các thiết bị xe máy ô tô hoặc là các thiết bị khác nó tác động lên bắt sóng lên những cái đường dây điện hàng ngày, thì những cái lọc nguồn này nó sẽ can thiệp và nó làm việc khá tốt. Thì cái đấy em sẽ giới thiệu được, giới thiệu đấy. Trước mắt thì em sẽ vào cái lọc nguồn này 50A đấy, 50A, 50A, các bác có thể đấu cho cả căn nhà của bác to luôn nhé, lọc cả nhà luôn đấy. 1,2 triệu, 1,2 triệu. Em giới thiệu nhanh nhé, dây bắt đầu giới thiệu luôn này, từ con lọc xong đến dây này. Đối với con lọc nguồn này, nếu con lọc nguồn này là con lọc nguồn 3 pha thì các bác mình dùng hay thì bác bỏ một pha đi không sao cả. Đây là con lọc Sosin, lọc nguồn bãi của Nhật, lọc nguồn bãi của Nhật ạ. Được chưa? Lọc nguồn bãi của Nhật 500 VAC. Đây con này 50A, các bác có thể dùng cho cả gia đình nhà bác, cả nhà luôn, các bác đấu tổng cả nhà luôn cho em. Nó lọc dòng lọc nguồn này có tác dụng đây nhá, đường lai là đường vào này, loát là đường ra này, lai vào đây, vào bên này, ra bên này. Thì đối với những con nó to như thế này, các bác nên làm cả một con này cho em nhé, nên làm lọc cả một con này cho em, con này của Nhật lọc nguồn, để nó lọc, nó xử lý những cái tạp, những cái tạp chất của trên đường dây điện. Bây giờ thì dây điện ví dụ như là tiếng ồn của xe máy đi nó bắt vào đường điện, rồi tiếng máy khoan, máy gò, máy hàn, rồi liên quan vân vân, máy hàn thì nó lạ, nhiều những cái tín hiệu nó không mong muốn khi mình chơi những bộ dàn âm thanh, nó sẽ gây nhiễu. Thì đây đây là những củ lọc nguồn, cái này các bác lắp cả nhà luôn, khỏi phải bộ riêng bộ, giá 1,2 triệu. 50A các bạn, 50A có, mà 30A cũng có, mà 20A cũng có. 20A thì nó rẻ hơn, nó mấy trăm. 20A thì các bác chỉ lắp được tầm 20 đến 30 ampere thì các bác chỉ lắp được tầng 1 thôi, hoặc một tầng 1 thôi đấy. Còn đây thì các bác lắp được cả nhà. 1,2 triệu các bác nhé, 1,2 triệu. Đấy. Sang đến bên đây. Đó là dây dòng dây này là dòng dây APC. Dòng dây đến từ Mỹ. Dòng dây được Mỹ. Dòng dây này các bác nhìn thiết kế tất cả vỏ dây ở ngoài đều được tết và chống nhiễu, tết và chống nhiễu này, được tết và chống nhiễu vải, gai dù vải này các bác có thể kéo co cũng được, không thể đứt được, nó bảo vệ cái lõi ở bên trong rất là tốt, cho chất bát dày, tép tơi sáng. Dòng dây này của Mỹ nhé, MCA. Đấy. Dòng dây này có mức giá, nhé. Cái dây này có chiều dài là 1 mét, có mức giá là 800.000 một bộ này, 800.000 một bộ dây. Đây, 800.000 một bộ dây đấy. Đây. APC. APC. Đấy, 800.000 một bộ dây này. Nó cải thiện cực kỳ là tốt luôn. Dòng hãng này là của Mỹ rồi. Đấy. Tiếp theo nữa là cũng đến hãng dây của Mỹ. Đây là hãng dây của Mỹ nhé. Hãng dây của Mỹ. Em đã thử, em test rồi, đường tín hiệu khá là tốt từ cả hai dây này, gần như ngang nhau luôn. Sang đến dây đây, dây này là dây CADAT, cũng là của Mỹ. Dây CADAT này, màu vàng này, của Mỹ. Hàng này, Made in USA này, CADAT của Mỹ. Dây này có mức giá là 950k. Em giới thiệu riêng kênh của em thì tất cả các mặt hàng em đều báo giá rõ ràng luôn, các bác cứ tham khảo thoải mái đi. Những dòng này trên kênh toàn trên triệu hết, có chỗ 1,6 triệu đấy các bác ạ. Em 1,6 triệu, 1,5 triệu. Đây, các bác cứ nhìn cho kỹ hộ em. Em quay thật sát này, quay sát cách 10-15 phân để cho các bác so sánh luôn, chứ không đến lúc các bác lại bảo lại cho các bác so sánh nhé, thoải mái. Đây là dây CADAT của Mỹ, và dây này em bán từ cách đây gần 2 năm rồi, hơn 2 năm thì em đã bán rồi dây này rồi, CADAT của Mỹ nhé. Dây này các chú ý là trên dây này có những loại dây nó hướng dẫn cắm theo chiều mũi tên, và có những loại dây không, họ không hướng dẫn như này thì các bác cắm đảo đầu thoải mái. Nhưng những dây nào khi đã có chiều mũi tên này, các bác bắt buộc phải cắm theo chiều mũi tên. Ví dụ như dây này đang hướng dẫn cắm theo chiều mũi tên này, thì đây mũi tên nó chỉ như này, thì bắt buộc cái đường đầu này các bác phải cắm từ đầu CD này, và cái đầu cái mũi tên này cuối cùng nó phải vào âm ly đấy, nó tín hiệu nó phải đi theo theo chiều mũi tên đấy.
Bộ này là 950k một bộ. 950k một bộ. Đây, 950k một bộ đây. Đấy, đấy là dây CADAT của Mỹ. Hai dây này của Mỹ này. Đó, này của Mỹ. Con này thì bảo vệ bằng rồ. Con này. À, sang đến tiếp tục dòng dây đến từ nước Đức. Dây từ Đức. Nhiều bác cứ bảo ơ sao con này nó không có mác dập. Cái gì? Ồ, cái mác cái dập bây giờ cái báo cáo các bác là cái công nghệ in bây giờ nó quá đơn giản. Công nghệ in với vỏ trên dây thì nó rất là đơn giản. Quan trọng là nó ăn nhau cái chất này này, ăn nhau cái chất ấy, cái chất ấy. Đây này các bác, nó ăn nhau cái chất chứ không chứ cái chuyện công nghệ in phun bây giờ thì nó quá đơn giản các bạn nhá. Nó ăn nhau cái chất hết. Chơi hàng bãi nó ăn chất. Đấy, sang đến con này. Con này đây. Đấy. Thì nhiều lúc nhiều bác cứ hỏi ôi sao con kia nó không mang cái... Báo cáo các bác là riêng đối với hàng nước ngoài nhé. Nó không như hàng Trung Quốc đâu. Hàng nước ngoài họ không cầu kỳ vào cái hình thức lắm đâu. Mà tất cả cái đẹp, cái hình thức bên ngoài họ đưa hết vào cái chất lượng. Họ đưa hết vào chất lượng. Nên tất cả các bác nhìn đây. Âm ly ví dụ như hàng Mỹ đây. Hàng Mỹ đây, chút nữa em sẽ giới thiệu con này cho các hàng Mỹ đây. Các bác nhìn thấy họ có làm lòe đẹp đâu. Nhưng mà con này đứng số 1 luôn. Đây con. Các bác nhập luôn cái mã này vào cho em. A250. Nguyên cái con pound này của nó đã 20-30 triệu. Nguyên con này. Con này đứng đầu bảng. Đứng đầu bảng. Các bác cứ nhập luôn cái mã này vào cho em này. Này, nhập Google ra luôn. Chứ chưa tính con này. Con này đánh đủ các loại loa luôn. Chơi high end luôn. Đấy, họ bác nhìn xem nó có làm lòe đẹp đâu. Không làm lòe đẹp. Hình thức nó đưa hết chất lượng này. Con này các bác lên tham khảo diễn đàn. Các bác biết là con này đang đứng số 1 luôn đấy. Đứng số 1 với tầm tiền và với cái mã model này. À, sang đến tiếp tục với dòng dây Germany của Đức. Đây. Dòng dây này là VKBT888. VKBT888 made in Germany. Dòng này là của Đức, có mức giá cũng 950k. Được chưa? 950k. Đấy, 950k. À, con này cũng có chiều mũi tên thì các bác phải cắm theo chiều mũi tên nhé. Đây đường tín hiệu này, cắm theo chiều mũi tên. Ví dụ đây bắt đầu này, đường tín hiệu ở đây. Tín hiệu ở đây đúng không? Nó chạy đi ra. Chạy đi ra thì cái đầu này các bác phải cắm vào CD này. CD này, tín hiệu chạy từ CD chạy ra. Chạy ra đích cuối cùng là cái này là vào âm ly. Đấy, khi này vào là vào âm ly, được chưa? À, con này cũng có mức giá là 950k, một đôi, một bộ. Có chiều dài 1m. 1m hết. 1m. Đấy, vừa rồi em giới thiệu đến quý vị 3 sản phẩm thôi. Dây thì về nhiều, không cần bóc, không có nhất thiết phải cho ra đây nhiều. Mới về, có như một số mã nó hết rồi, bây giờ nó về em lại phải quay lại cho các bác. Bác nào có nhu cầu liên hệ, số điện thoại là 0911 169961. Em cảm ơn.